Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Video clip lần này xin test cặp loa Focal Soprano 3. Đây là cặp loa đầu bảng trong series Sopra và đây là cái mẫu loa mà bên em đang có hàng chính hãng bảo hành cho chúng ta công ty, cho nên là yên tâm chơi. Và hiện tại thì mẫu loa này thị trường đang bán hàng cũ rơi vào tầm khoảng tầm 260 đến 270, và bên em thì đang có hàng mới chính hãng, giá chỉ nhỉnh hơn một chút xíu thôi. Quý vị bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Bá Hồng Audio để có những mức giá tốt nhất giao lưu cùng với mọi người. Hiện tại thì mẫu loa này đang có mức giá lít là 510 triệu đồng và bên em đang có giá chỉ nhỉnh hơn giá cũ một chút xíu thôi. Anh em nào yêu thì liên hệ trực tiếp nhá. Em sẽ có mức giá thật yêu để giao lưu với mọi người. Và hiện tại thì em đang ghép với lại Acufei Repower, đánh thực sự là vô cùng là chất lượng. Chúng ta cùng nhau đeo tai nghe, cùng nhau cảm nhận âm thanh của bộ phối ghép này nhá.天生的梦想，因为你越走越远。回忆是后来的故事，因为你回到原点。谁留下的伤，痛的伤痕像年轮，在掌纹中刺透了单纯。谁借口坚持终究是天真，转过身的人怎么看懂这条路，若没有你只有尽头，哪里有天长地久。是曾经的辛苦，因为你不解孤独。不苦是如今的残酷，因为你我当幸福。谁听信了风，以为是离别的歌，在眼眶中淹没了快乐。谁借口是不经意的经过，错过的人岂止是犯错。这时光若没有你只有昼夜，人是真花过岁月。风以为是离别的歌，在眼眶中淹没了快乐。谁借口是不经意的经过，错过的人岂止是犯错。这条路若没有你只有尽头，谁伴我落天长地久。尽头若没有你牵我的手，算不算天长地久。
片片落也是多么伤感，经过多少天又是多少年，才能习惯你不在我身边。秋天秋叶落片片，心也碎成一点点，秋天秋风吹得心儿也心酸，分手分离分不断，对你思念的情感，说再见真的不该在秋天。在秋天，那是我们初次的见面，像似春天一般的温暖，感觉你会永远在身边。说再见不应该在秋天，偏偏落也是多么伤感，心也碎成一点点，秋天秋风吹得心儿已心酸，分手分离分不断，对你思念的情感，说再见真的不该在秋天。秋天秋叶落片片，心也碎成一点点，秋天秋风吹得心儿已心酸，真的不该在秋天。